Sau đây em xin hướng dẫn các anh chị cách để có thể vào được group Facebook để chúng ta có cái khóa học, chúng ta học. Thì những cái video bài tập em sẽ để ở đây, các anh chị vào Facebook ha. Sau khi vào Facebook thì các anh chị tìm kiếm cho em ở trên thanh công cụ, các anh chị ghi chúng mình sẽ giỏi tiếng Anh. Chúng mình sẽ giỏi tiếng Anh. Đó, thì các anh chị sẽ tìm đúng không ạ? Khi mà anh chị tìm thì các anh chị sẽ ra luôn một cái gọi là cái page. Đây là cái trang web giáo dục. Thì cái trang web này nó là cái trang, chứ nó không phải là nhóm. Thì chúng ta sẽ ấn vào cái thanh ở đây có cái chữ nhóm này này. Anh chị vào chữ nhóm cho em ha. Thì nhóm anh chị sẽ ra luôn cái nhóm này đầu tiên. Đây, cái nhóm mà có 2-3 nghìn thành viên đó. Rồi anh chị vào trong nhóm thì các anh chị ấn cái nút tham gia để em duyệt các anh chị vào nhóm, được chưa ạ? Sau khi các anh chị vào trong nhóm rồi thì các anh chị sẽ kéo phần cái chữ phần đáng chú ý cho em. Phần đáng chú ý ở đây, các anh chị bấm vào cái phần đáng chú ý nha. Đầu tiên ý, em để đầu tiên luôn á, khóa phát âm 30 buổi nè. Thì các anh chị ấn vào cho em. Đó là gì? Buổi thứ nhất. Đấy. Thì buổi thứ nhất này các anh chị sẽ ra luôn cái video này. Thì ở trong cái buổi thứ nhất này em đã dạy được hết cái bảng phiên âm luôn, nguyên âm, phụ âm ở đây luôn. Xong đến buổi thứ hai. Đây. Thì khi mà các anh chị học như này thì chỉ là học qua cái video mà em đã quay sẵn rồi đó. Nên là cái phần chất lượng nó có thể là nó cũng không được tốt cho lắm. Thì nhưng mà các anh chị hoan hỉ là các anh chị sẽ tham gia học cái này. Bởi vì làm sao? Bởi các anh chị khá là bận. Các anh chị bận thì các anh chị cần có những cái video dạy mà nó quay sẵn như vậy, thì lúc nào mà mình rảnh thì mình bỏ ra mình học, đúng không ạ? Và nó có cái lộ trình như này rồi, thì mình cái tốc độ học này là nó phụ thuộc vào mình. Rồi mình muốn tua nhanh chỗ nào thì mình tua nhanh đi, rồi mình học làm sao cho nó ok. Thì các anh chị có thể kéo xuống cái phần cuối này cũng được. Thì ở đây nó cũng có một cái gọi là phần nguyên âm em để ở đây này. Nguyên âm, phụ âm để ở giữa này ta. Đây, nguyên âm. Đây, sáng sớm xúc miệng bằng 16 nguyên âm. Ok nè các bạn, chị bây giờ chị sẽ quay lại các bạn. Cái lúc đó thì xin lỗi các anh chị là em xưng hùng với các học sinh của em là chị nè. Các anh chị có thể bỏ qua cho em ha. Rồi, em cảm ơn. Thì đấy, đó. Anh chị cũng có thể xem cái video này ha. Đấy. Được chưa ạ? Rồi, cảm ơn các anh chị, các anh chị. Còn nữa thì các anh chị mà không mấy thì có thể kết hợp với kết bạn với em Đào Huyền nhá. Em nick là Đào Huyền, có thể tìm là Đào Huyền. Đó, mở ngoặc Huyền Kem cũng được. Huyền Kem. Đây, đây là em. Đó, thì các anh chị kết bạn với em rồi nhắn tin cho em thì bảo em một câu thì em sẽ mời các anh chị vô ha, nếu các anh chị vẫn không tìm ra được nhóm. Ok, thì đó là cái phần tìm nhóm để các anh chị học bài học bài giảng ở trên đó. Còn chúng ta sẽ có một cái nhóm mà chúng ta luyện để nộp bài tập thì gọi là ghi nhớ thông minh. Đây, thì cái này là của team của chúng ta nhé, toàn team mình sẽ nộp bài tập ở đây. Ngày mai chúng ta phải bắt đầu luyện bài tập nha các anh chị nha. Ngày mai bắt đầu nộp bài tập theo ngày. Còn hôm nay các anh chị ôn phần nguyên âm trước cho em. Làm bài tập nguyên âm trước đi. Nguyên âm em gửi trong nhóm rồi đó. Đó. Ok. Đấy là về phần nhóm trên Facebook của chúng ta hoạt động nha. Chúng ta sẽ hoạt động trên hai nhóm. Một là nhóm để chúng ta lấy những cái video để chúng ta học. Một là nhóm mà chúng ta nộp bài tập. Còn những cái buổi Zoom ấy thì là em sẽ hỗ trợ các anh chị, dạy những anh chị những cái kiến thức cần thiết nhất qua Zoom, những điều cần thiết nhất qua Zoom. Chúng ta chủ động học ở những cái video này các anh chị ha. Ok, chúc các anh chị luyện tập thật là tinh tấn.